Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để đến chú bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sau MU đáp trả Owen, lấy Kane là mục tiêu phấn đấu. Marco Rashford cho biết anh luôn lấy Harry Kane là mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Marco Rashford đang có khởi đầu mùa giải 2019-2020 không mấy thuận lợi cho máu Man United sau khi có được cú đúp bàn thắng vào lưới Chelsea ở vòng mở màn Premier League. Tiền đạo người Anh đã tịt ngòi ở 3 trận đấu sau đó. Điều đáng nói là anh đã bỏ lỡ một quả penalty trong trận quỷ đỏ để thua Crystal Palace với tỷ số 1-2, qua đó khiến rất nhiều cổ động viên của đội bóng này phẫn nộ. Chưa dừng lại đó, Rashford mới đây còn bị một huyền thoại của MU lên tiếng chỉ trích. Cụ thể, Michel Owen cho rằng tiền đạo người Anh thiếu đi bản năng của một sát thủ, đồng thời thiếu cả khát khao để trở thành cỗ máy săn bàn số 1 của MU và Tam Sư. Trả lời phỏng vấn trước trận gặp Bulgaria của tuyển Anh, Rashford đã đáp lại nhận định trên của Owen. Số 10 của MU cho rằng anh luôn quyết tâm ghi bàn và tỏa sáng ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Và để chứng minh đi cho điều đó, tiền đạo này đã tiết lộ việc anh luôn lấy người đồng đội ở tuyển Anh là Harry Kane là mục tiêu phấn đấu của bản thân. Nếu xem chúng tôi luyện tập, bạn sẽ hiểu ra mọi chuyện. Tôi luôn là Harry Kane làm hình mẫu cho riêng mình. Anh ấy là một trong cỗ máy săn bàn giỏi nhất mà tôi từng thi đấu cùng. Bất cứ khi nào chúng tôi luyện tập dứt điểm, tôi luôn cố gắng để bắt kịp anh ấy. Vì vậy, nếu Kane ghi 6 bàn, tôi cũng muốn ghi 6 bàn. Còn khi anh ấy có 7 bàn thắng, tôi lại muốn ghi 8. Mọi người sẽ không bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế. Mặc dù chơi cùng vị trí và thi đấu cho cùng một đội, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau cùng phát triển. Điều này là rất quan trọng và góp phần tạo ra bầu không khí tuyệt vời trong đội. Owen có thể tiếp tục đưa ra ý kiến dựa trên những gì anh ấy thấy. Còn mọi người xung quanh đều hiểu tôi là người như thế nào. Khi còn trẻ, bạn sẽ làm điều gì đó sau khi xem những gì bạn thích. Đối với cá nhân tôi, đó là những bàn thắng, là những cầu thủ giỏi, làm những điều kỳ diệu với trái bóng. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là tôi biết được điều tôi muốn, biết được tôi muốn trở thành ai và sẽ trở thành ai khi tôi dồn tâm huyết cho nó, Rashford thẳng thắn chia sẻ. Thêm một câu lạc bộ nữa xếp hàng chờ đón Eriksen. Atletico Madrid là câu lạc bộ mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham. Hiện tại ngôi sao người Đan Mạch chỉ còn giao kèo với Spurs tới cuối mùa 2019-2020 và anh đã từ chối đề nghị tăng lương lên 200.000 bảng một tuần của Tottenham nhằm mục đích muốn tìm thử thách mới. Ở phiên chợ hè 2019 vừa qua, Manchester United, Juventus cùng PSG là ba đội bóng muốn có Eriksen. Thế nhưng rốt cuộc không có bên nào thành công nên tiền vệ 27 tuổi vẫn ở lại Tottenham. Nhận thấy Eriksen đã không còn thiết tha gì với việc cống hiến cho Spurs, Atletico Madrid là câu lạc bộ mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Đan Mạch. Theo tờ AS, huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico từ lâu đã rất ngưỡng mộ Eriksen và ông coi tiền vệ tài năng này là mục tiêu cần mua sắm hàng đầu ở phiên chợ tháng Giêng 2020. Về phần Tottenham, họ giờ đã không còn nhiều sự lựa chọn. Spurs dĩ nhiên rất muốn giữ cho ngôi sao sáng của mình. Sau việc hợp đồng của Eriksen sắp hết hạn, đội bóng thành Bắc London có lẽ buộc phải bán anh ngay tại kỳ chuyển nhượng mùa đông để thu về khoản tiền kha khá. Ngược lại, nếu chần chừ, Tottenham sẽ mất trắng Eriksen vào mùa hè 2020 mà không thu về bất kỳ một xu nào. Đó là điều thúc đẩy tôi giờ mai tức. Ngôi sao vừa chia tay quỷ đỏ bộc bạch vì 5 tháng tại đội bóng cũ. Khi mới tiếp quản băng ghế chỉ đạo Manchester United thay thế Jose Mourinho, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer từng gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt quỷ đỏ thi đấu thăng hoa. Đáng tiếc điều đó thì Manchester bất ngờ sa sút ở giai đoạn cuối mùa, không thể giành vé dự Champions League. Không chấp nhận một kết quả thất vọng, United đã thực hiện một cuộc cải tổ đội hình lớn ở thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019. Quỷ đỏ lần lượt mang về 3 tân binh là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Ở chiều đi, có đến 6 ngôi sao phải nói lời chia tay Old Trafford, bao gồm Antonio Valencia, Ander Herrera và Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Dries Smalling và Matteo Darmian. Trong số các gương mặt giờ YouTube, Darmian là người ra đi muộn nhất. Hậu vệ người Ý chỉ có bến Parma vào đúng ngày cuối của thị trường chuyển nhượng châu Âu. Mùa trước, anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 7 trận, trả lời Tuto Mercato Web. Darmian đã có chia sẻ về hành trình tại Anh. Lựa chọn đến Anh lúc đó là dễ dàng, chơi cho câu lạc bộ lớn là niềm kiêu hãnh và trách nhiệm lớn đối với tôi, bởi vì khoác áo lên một chiếc áo huy hoàng mang đến trách nhiệm lớn. Đó là một trải nghiệm tôi vẫn sẽ chọn một lần nữa. Nó rất quan trọng với sự nghiệp. Tôi đã đối mặt với một nền văn hóa và phong cách bóng đá khác biệt. Nó chắc chắn làm tôi trưởng thành trong cả lẫn ngoài sân. Hai năm đầu tôi chơi nhiều, còn một năm rưỡi cuối chơi ít hơn. Khao khát thi đấu thúc đẩy tôi rời Manchester. Darmian còn bất ngờ bỏ qua Solskjaer và tri ân hai ông thầy cũ. Van Gaal và Mourinho là hai club huấn luyện viên tuyệt vời. Họ chiến thắng rất nhiều và bạn biết điều đó. Họ là hai huấn luyện viên để lại cho tôi điều tích cực và tôi cảm ơn họ. Choáng, sự thật cực sốc vụ Manchester Bruno Fernandes. Chủ tịch Sporting Lisbon mới đây đã lên tiếng làm rõ sự thật về việc Manchester United theo đuổi Bruno Fernandes suốt mùa hè năm nay. Bruno Fernandes đã từng công khai bày tỏ mong muốn chia tay Sporting Lisbon trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Anh đã đăng đàn tuyên bố, ai cũng biết tôi muốn thi đấu ở Premier League, nhưng quyết định thuộc về chủ tịch đội bóng.
Nhiều nguồn tin tiết lộ Bruno Fernandes trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United suốt thời gian dài. Tuy nhiên do Sporting Lisbon ép giá quá cao, quỷ đỏ thành Manchester đã chính thức chấm dứt đàm phán. Phó chủ tịch Ed Moore cho rằng Bruno Fernandes có ít kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường UEFA Champions League, vì thế Man United sẽ không sẵn sàng đáp ứng số tiền 70 triệu euro do Sporting Lisbon yêu cầu. Tuy nhiên sự thật đằng sau thương vụ này không hề đúng như những gì báo giới đồn đoán. Mới nhất, chủ tịch Federico Valderrat của Sporting Lisbon đã tiết lộ những thông tin quá bất ngờ về thương vụ Bruno Fernandes. Cụ thể, chia sẻ trên trang chủ đội bóng, Federico Valderrat khẳng định giữ chân Fernandes gần như là không thể, nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc bán Fernandes bằng việc đưa ra một mức giá cụ thể. Thế nhưng, sự thật là chúng tôi chỉ nhận được một lời đề nghị nghiêm túc cho Fernandes, đó là từ Tottenham. Như vậy, không hề có lời đề nghị đàm phán nào từ phía Man United. Trước đó, Federico Valderrat tiết lộ, Tottenham hỏi mua Fernandes với giá 45 triệu euro, kèm 20 triệu euro nếu vô địch UEFA Champions League hoặc Premier League. Nhưng Sporting Lisbon đã từ chối vì điều khoản này không hề thực tế so với tiềm lực của Tottenham. Neymar nổ súng, Brazil hòa kịch tính trước Colombia. Trong ngày trở lại khoác áo đội tuyển, Neymar đã ngay lập tức ghi dấu ấn giúp Brazil thoát thua trước Colombia trong trận đấu giao hữu trên đất Mỹ. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, Henry Tite vẫn không ngần ngại tung ra đội hình mạnh nhất với đầy đủ các ngôi sao như Coutinho, Firmino, Arthur, Casemiro và đặc biệt là ngôi sao Neymar. Cầu thủ vẫn đang có tương lai không chắc chắn tại PSG. Thế trận sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc, sau một loạt các tình huống uy hiếp, Brazil có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 19. Neymar thực hiện quả phạt góc và tiền vệ Casemiro đã chọn đúng điểm rơi để đánh đầu tung lưới khung thành của Ospina. Niềm vui của các nhà đương kim vô địch Copa America không tồn tại quá lâu khi Colombia được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 25 sau màn phạm lỗi của Alessandro trong vòng cấm. Trên chấm 1m, tiền đạo Luis Muriel không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với các cơ hội ăn bàn liên tiếp xuất hiện từ cả hai đội. Đến phút thứ 34, lại là tiền đạo Luis Muriel với cú dứt điểm quyết đoán được Colombia vượt lên dẫn trước. Đó cũng là bàn thắng ấn định kết quả 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, các học trò của VTT gia tăng sức ép lên khung thành của Ospina để tìm kiếm bàn gỡ. Điều gì đến cũng phải đến, Daniel Svet có pha thoát súng thông minh bên cánh phải trước khi căng ngang vừa tầm cho Neymar lao vào giữa điểm cận thành, gỡ hòa cho Brazil. Những phút còn lại cả Brazil và Colombia đều thi đấu rất cố gắng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đến kết thúc 90 phút trên sân Hard Rock ở bang Florida của Mỹ, hai đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã bắt phân thắng bại trong trận đấu 4 bàn thắng. Vừa sang Italia, Smalling đã dứt tình với MU. Theo chia sẻ của Chris Smalling, trung vệ đang đá cho AS Roma theo bản hợp đồng cho mượn từ Man United, anh muốn gắn bó lâu dài với Serie A thay vì trở lại sân Old Trafford. Ít ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Chris Smalling đã chia tay Man United để chuyển sang AS Roma theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Đội bóng thủ đô Italia đã phải trả cho Quỷ Đỏ 3 triệu euro phí mượn và không cài điều khoản mua đất sau khi giao kèo đáo hạn vào hè 2020. Smalling gắn bó với Man United từ năm 2010 và trước khi chuyển sang Roma, anh chính là cầu thủ có thâm niên cao nhất trong đội hình Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trung vệ đắt giá nhất lịch sử Harry Maguire cùng với việc huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng Victor Lindelof và Phil Jones hơn đã buộc ngôi sao người Anh phải rời Old Trafford để tìm kiếm cơ hội ra sân, qua đó nuôi hy vọng tham dự Euro 2020. Dù mới chân ướt chân ráo sang Italia nhưng Smalling đã thể mong muốn được chơi bóng lâu dài tại Serie A. Dường như trung vệ 29 tuổi tự thấy rằng mình không còn tương lai ở Man United. Chia sẻ trong buổi ra mắt chính thức vào thứ 6 giờ địa phương, Tammy Roma nói về dự định của mình. Khi AS Roma tới và đem đến cơ hội, tôi rất hứng thú và thực sự muốn tới đây. Một vụ chuyển nhượng diễn ra rất nhanh, giờ đây tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu sắp tới, muốn hòa nhập nhanh chóng với triết lý của huấn luyện viên và mong bản thân cùng toàn đội sẽ có một mùa giải tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi được trao cơ hội chơi bóng cho một câu lạc bộ lớn như AS Roma. Nếu câu lạc bộ cũng hài lòng, tôi hy vọng mình sẽ được gắn bó nơi này. Tôi có thể nhìn thấy tương lai lâu dài của mình ở Italia. Tại Roma, Smalling sẽ tái hợp với người đồng đội từng sát cánh ở Man United, Andrić Mkhitaryan. Ngôi sao tấn công người Armenia cũng đến thành phố Vĩnh Cửu theo bản hợp đồng cho mượn từ Arsenal. Trong những phát biểu của mình, Mkhitaryan cũng bày tỏ không mấy lạc quan khi nhắc tới viễn cảnh ở lại sân Emirates. Messi được ra đi miễn phí vào năm tới sau Piqué. Đích thân chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu lên tiếng xác nhận Leo Messi đã ký một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng hiện tại. Người đứng đầu đội chủ sân Nukam nói, hợp đồng của Messi có thời hạn đến năm 2021 và cậu ấy được ra đi tự do vào mùa giải áp chót. Cậu ấy được tự do quyết định tương lai của mình, cũng giống như Xavi, Iniesta và Puyol trước kia. Theo đó, ngôi sao người Argentina có thể tự do rời gã khổng lồ Catalan sau khi kết thúc mùa giải này. Bị phân biệt chủng tộc, Rashford kêu gọi mạng xã hội mạnh tay hơn. Tiền đạo Marcus Rashford đã bị nhiều cổ động viên lăng mạ, phân biệt chủng tộc trên các mạng xã hội sau khi bỏ lỡ quả phạt đền ở trận thua Crystal Palace. Bức xúc về vấn đề trên, ngôi sao trẻ người Anh đã kêu gọi các trang mạng xã hội như Twitter hay Instagram
cần có biện pháp mạnh để chống tệ nạn phân biệt chủng tộc. Neymar không thể đến Barca vào tháng 1, chủ tịch Barca Bartomeu khẳng định câu lạc bộ sẽ không chiêu mộ lại Neymar ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp các ý kiến từ phòng thay đồ. Samuel Eto'o tuyên bố nghỉ hưu trên trang Instagram cá nhân. Tiền đạo huyền thoại 38 tuổi của Barca và Inter, Samuel Eto'o viết: "Kết thúc để hướng tới một thử thách mới." Pep muốn gia cố hàng thủ vào tháng riêng. Calcio Mercato cho biết Man City đang nhắm trung vệ Milan Skriniar của Inter Milan và sẽ đưa ra lời đề nghị vào tháng riêng. Huấn luyện viên Pep Guardiola rất lo lắng khi cả Laporte và Stone đều đang dính chấn thương. Pulisic được phép trở lại Chelsea sớm. Theo Yahoo Sports, huấn luyện viên Greg Berhalter cho phép cầu thủ chạy cánh Tristan Pulisic được trở lại Chelsea sau khi kết thúc trận giao hữu với Mexico. Báo Thái che Việt Nam đá xấu. Tờ Thái Rat của Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam phải sử dụng lối chơi thô bạo mới có thể giành được một điểm ở Thammasat. Sepp Herrenven báo tin mừng cho Văn Hậu. Giám đốc kỹ thuật Gary Hamcha của Herren cho biết câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện để Văn Hậu được ra sân làm quen với bóng đá châu Âu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.